Kính thưa biên họ nhà gái, tôi là tên là Đường, đại diện cho bên nhà trai. Thì hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của hai bên gia đình thì tôi đại diện nhà trai sang đây xin có cây trầu và xin thưa với ông bà cho như vậy các cháu về làm dâu là trong gia đình và dòng họ bên nhà trai chúng tôi. Mong muốn là con trai bên chúng tôi sang làm rể bên nhà gái và mong trong cuộc sống có những điều gì sơ suất thì mong ông bà coi cháu cũng như là con cái trong gia đình có những điều gì sơ suất thì chỉ bảo cho các cháu để mong cho các cháu làm sao mà sống với nhau được hạnh phúc, nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Đó là điều hạnh phúc nhất của những người làm cha làm mẹ. Thì cũng mong con là trong đang hạnh phúc. Vậy là cũng tới giờ lành tháng tốt, xin phép cho gia đình nhà trai chúng tôi được đưa như vậy cháu Đường Vi về bên nhà trai để làm lễ cho gia đình. Em anh dạ. Chị có quà hai em trăm năm hạnh phúc mà mở gì cháu hạnh phúc nhé. Dạ. Rồi để thôi. Để tí nữa lại. Rồi đi. Rồi. Cảm ơn. Chúc hai anh chị hạnh phúc trăm năm rồi. Còn về lâu rồi. Hôm nay ngày cưới của anh chị. Em là em của cô dâu. Em chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nha. Thật là yêu thương chị em nhiều nha. Vậy thì anh xin chết. Oh.
ngọt ngào. Anh thấy không biết đường thoát ra làm sao, lựa một lời chào phải thật là ngầu nào. Ngay từ đứng xa toàn mấy câu tào lao, lại gần một chút cho anh ngắm nhìn người vài phút, say trong cơn mơ thiên đàng. Quên đi chuyện của nhân gian, hòa vào trăng sao tan theo miên man. Nhiều lời rồi đấy nhé, dài dòng rồi đấy nhé, rồi cứ thế vòng lặp lại cứ thế, lại bối rối không sâu là đến tối. Nói luôn đi đời này chỉ cần mình em thôi. Do em nhớ nhung sâu trong lời nhạc, nước tiếng những áng thơ ngô nghê, giờ giạc viết lên chuyện đôi ta, và một ngày không xa ngày về chung một nhà. Dừng ngày ấy quyết